14/12 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là quán ăn Thanh Hải nổi tiếng về bún ốc, bún riêu cua, ốc hấp nhồi thịt lá gừng, ốc luộc lá chanh, ốc xào chuối xanh và ốc hầm thuốc bắc, đã có từ rất là lâu đời rồi, từ năm 1984 đến giờ. Đây là menu của quán bún ốc Thanh Hải, bán từ năm 1984. Đây, giá một tô bún riêu thấp nhất là 20.000, bình thường là tô 40.000. Đó, ốc bươu xào chuối xanh thì có 35.000 thôi. Các bạn có thể thấy món nào cũng liên quan tới ốc và riêu hết. Ở đây có những cái loại nước uống với trái cây và giải khát cũng rất là nhiều. Giá trung bình khoảng từ 7.000 tới 20.000. Gọi sẽ được múc lên như thế này. Đây các bạn, đây là ốc nấu chuối đậu của quán Bà Hải. Đây, đây là món riêu ốc 40.000, nếu mà riêu không thì có 30.000. Đây là món ốc dầu thịt nấu lá gừng, hấp lá gừng. Đó, món ốc nhồi thịt hấp lá gừng, ốc nhồi thịt hấp lá gừng, hấp lá gừng và chè ớt rất là thơm, mùi lá chanh. Đây sẽ là những cái nĩa để mà lấy xeo ốc, xeo ốc ra để mà ăn, đi kèm là chén muối, cái nước chấm nước mắm gừng. Các bạn có thể thấy tổng quan. Bà Hải chủ quán, người gốc Thái Bình. Thái Bình là quê lúa, quê chị 2-5 tấn phải không bà Hải? Đang nêm nếm cho những cái nồi riêu cua với lại bún ốc của mình. Bạn có thể thấy nồi rất là to. Bà Hải bán ở quán này là cùng với ai ạ? Không, tôi chỉ có một mình. Dạ, không có con cái? À, có con dâu rồi, con trai, con gái. Nhưng mà bà bán một mình ạ? Không, có con dâu nó thay nữa. Dạ, dạ, rồi. Rồi các cháu đi nghỉ hết rồi. Dạ, dạ, buổi trưa là các cháu đi nghỉ hết rồi ạ. Buổi trưa các cháu. Dạ, con cảm ơn bà Hải nhiều ạ. Dĩa chụp nhé. Các bạn có thể thấy nồi riêu của bà nấu nước 1 với nước 2 đang sôi, nghi ngút khói đó. Bên cạnh đây sẽ là cái nồi bún của bà để sẵn. Các bạn có thể chứng kiến tận mắt khi mà đã nêm nếm với lại gia vị và các thành phần vô trong nồi bún, nồi riêu sẵn đây. Đây cũng thế, đây cũng nêm. Đây là công đoạn 1 đầu tiên. Đây là riêu cua. Đây có riêu tôm trong đây không bà? Không ạ, chỉ có cua đồng. Chỉ có cua đồng, hoàn toàn bằng cua đồng ạ. Vâng, vâng. Đây là bà chủ của quán ốc Thanh Hải các bạn. Rất là hiền hậu, rất là chân chất. Bà ơi, quán mình bán từ năm bao nhiêu ạ? Bán từ tháng 10 năm 84 đến bây giờ. Tháng 10 năm 84 là 34 năm rồi ạ. 33 năm rồi. Bà ơi, quán mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Là hàng ngày ạ? Dạ. Bà ơi, giá bình thường một tô ở mình là một tô mà bình quân là khoảng bao nhiêu tiền ạ? Nếu như tô bún riêu như thế này là 3, múc riêu lên như thế này là 30.000. Tô còn ăn vừa ốc vừa riêu nữa. Ốc này lên đây này, ốc này. Vừa riêu nữa là bao nhiêu ạ? Là 40 ạ? Là 40.000. Dạ, dạ, rồi, con cảm ơn bà. Đây, tô bún này. Rồi, bà sẽ múc thử một tô cho các bạn xem. Một tô thế này sẽ là có giá 30.000 giữa trung tâm Đắt Đỏ Sài Gòn thôi. Cái này là 40.000. Và thêm tí ốc sẽ là bún ốc. Đây là bún ốc riêu cua là 40.000. Đây, bún ốc riêu cua thêm ốc sẽ là 40.000 nha các bạn. Các bạn đang chứng kiến. Thêm tí hành nữa là tô rất là thơm. Cái nồi đang nấu là công đoạn đầu của cái nồi bún riêu. Còn bên này là có cà chua và nêm nếm xong rồi nè các bạn. Là chỉ để ra tô thôi. Anh đầu bếp anh sẽ khuấy đáy nồi lên cho các bạn thấy tận mắt. Bà Hải chủ quán là người gốc quê hương Thái Bình, quê hương lúa, chị 2-5 tấn các bạn. Đang dùng bao tay ni lông để gấp bún bỏ vào và tô cho những thực khách mới vào.
Đây các bạn thấy sau lưng bà Thanh Hải rất là nhiều nồi riêu to và chả ốc được nấu, được nêm nếm bởi chính bàn tay của người con quê lúa, một đặc sản bún ốc của tỉnh Thái Bình. Cha nếm là nấu là do cho tôi hết. Người phụ nữ gốc Thái Bình rất là khéo tay, rất là thành công với món bún ốc riêu cua ở trung tâm Sài Gòn Hoa Lệ các bạn. Bếp rất là gọn gàng sạch sẽ các bạn thấy không? Đây, bà sẽ giới thiệu chúng ta món ốc nhồi thịt. Món này thì mình bán tính theo dĩa hay sao bà? Cái này thì chúng ta ốc hấp nhồi thịt lá gừng. Dạ. Ốc hấp nhồi thịt lá gừng. Đây bao nhiêu một dĩa hay tính theo con bà? Tính theo con bán 80.000 một dĩa. 80.000 một dĩa là 10 con. Là 10 con. Dạ, rồi con cảm ơn bà. Đây. Ốc riêu cua nhồi thịt. Vâng. Cái này là ốc hấp nhồi thịt lá gừng. Ốc hấp nhồi thịt lá gừng này các bạn. Đó. Một cái nồi rất là to. Cái này là ốc luộc nước chanh. Món này là ốc luộc nước chanh. Lá chanh. Cho nó chanh mà. Bà đang cầm lá chanh bỏ vô trong. Cái này thì mình bán bao nhiêu một dĩa bà ha? Cái này là 35.000 một dĩa. Ốc này rất rẻ bà. Ốc luộc 35.000 một dĩa. Còn cái này là ốc xào chuối xanh. Dạ, đây là chuối xanh để... Chuối xanh để xào ốc. Dạ, rồi con cảm ơn bà. Rồi con nồi chuối xanh. Đây, ốc sẽ được xào với chuối xanh, đây gọi là món ốc xào chuối xanh. Món này thì bao nhiêu tiền một phần? 35.000 một phần. Khoảng 35.000 một phần, rất là hợp lý các bạn nha. Được làm rất là sạch sẽ, gọn gàng. Đây là nồi ốc được xào. Đầu bếp đang chuẩn bị xào đấy các bạn. Các bạn có thể không? Đảo lên. Được ướp gia vị, được tẩm theo công thức của bà Thanh Hải gốc Thái Bình, quê chị 2 năm tấn đó các bạn. Ốc luộc lá chanh 35.000 một dĩa đây các bạn. Các bạn có thể thấy ớt và lá chanh và ốc đây. Còn tôi thì đứng đây cái mùi nó bốc lên khó mà cưỡng lại lắm các bạn. Tôi trồng ở Hóc Môn, tự nhà trồng lấy và đem về bào tay. Bào tay rồi cho khách ăn. Rau muống rất xanh và sạch. Rồi cây chuối này cũng của nhà luôn. Rau muống bào tay. Đây là những thực phẩm sạch và thực phẩm rất là đảm bảo chất lượng. Nhà bà Thanh Hải trồng tay trên đất vườn nhà tại Hóc Môn các bạn. Tại Hóc Môn, rồi đây. Cây này, cây rau chuối này. Đây. Rau muống bào bằng tay đây. Là người nhà tự làm, tự trồng, tự bào. Rất là ngon lành các bạn ha. Rất là đảm bảo vệ sinh luôn. Các bạn khỏi lo. Nó to tí thôi nhưng mà bào tay thì nó rất là ngon. Dạ. Không có hóa chất, không có gì. Dạ. Đây. Không được. Đây là rau được rau thơm ăn với lại rau thơm với lại các loại rau quế. Kinh giới các kiểu là ăn với bún ốc cho đó nó thơm, nó khử mùi. Còn đây là rục chuối sắc thái mỏng, rất là tươi ngon sạch sẽ các bạn. Được rửa rất là sạch sẽ, để khô đây, lên dĩa. Một tô sẽ đi kèm với một dĩa rau như thế này. Tiền bán bún ốc Thanh Hải, ốc luộc lá một một dĩa ốc luộc lá chanh như thế này sẽ có giá 35.000. Một dĩa ốc nhồi thịt hấp lá gừng, lá chanh, lá gừng sẽ có giá là 80.000. Một dĩa 10 con, chục con, tức là một con ốc sẽ có giá 10.000. Rau bún nấu chuối đậu đặc sản. Đây, các bạn có thể tổng quan nhìn giá rất là hợp lý. Các bạn có thể thấy nồi riêu nấu nước bột của bà Hải đang sôi nghi ngút. Một ngày bà bán khoảng 8-10 nồi thế này. Bán rất là đông khách, có tiếng hơn 30 năm ở Sài Gòn, trung tâm quận 3. Đây là nồi đã nêm nếm. Nồi nước 2. Đây, các bạn có thể thấy
nồi rất là to, và ốc bươu được nêm nếm và bóc ra khỏi vỏ rất là nhiều. Đây cô phục vụ đang lấy rau từ sản xuất của trang trại nhà bà Thanh Hải ở Hóc Môn ạ. Rau muống rau muống cũng là nhà tự trồng, chuối cũng nhà tự trồng, và tất cả những cái rau quế thì rau từ sản xuất rất là sạch, rất là tin tưởng, và bà đã bán mấy chục năm nay rồi. Cô phục vụ đang dùng bao tay ni lông để mà bóc rau bỏ vào gì đó cho nó vệ sinh. Bà cô Thanh Hải, người gốc Bắc Bình, gốc Thái Bình, đang nêm nếm nồi gì đây bà Hải cái ơi? Đây là nồi ốc nấu chuối đậu. Nồi ốc chuối đậu. Ốc nấu chuối đậu của quê hương Thái Bình đây. Dạ. Nồi này thì bao nhiêu một tô? Cái này bà? Cũng 40 ngàn một tô, ốc nấu với chuối xanh, đậu, thịt ba rọi. Dạ. Rồi, con cảm ơn bà Thanh Hải. Các bạn có thể thấy bếp của bà rất là nhiều nồi to, rồi cái lượng khách rất là đông hàng ngày. Từ ốc bươu nhồi thịt lá chanh cho đến ốc lá gừng chứ. Xin lỗi các bạn, là ốc bươu nhồi thịt lá gừng cho đến ốc luộc lá chanh và cả ốc xào chuối xanh nữa. Đây các bạn có thể thấy gia vị của bà luôn để sẵn vì khách có thể đến bất ngờ. Sau trong con hẻm số 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn thì có quán bún ốc Thanh Hải, bán từ năm 1984, rất nổi tiếng và rất được nhiều người biết đến. Nổi tiếng với món bún ốc, bún riêu cua và những cái món liên quan tới ốc mang hương vị miền Bắc. Các bạn cùng thưởng thức món bún ốc Thanh Hải nổi tiếng hơn 30 năm. Thì món liên quan tới ốc Thái thường thường hay ăn với lại mắm gừng các bạn. Và đây là mắm gừng quán bà Hải, quán bún ốc nổi tiếng ở quận 3, có thể là nổi tiếng nhất và đông khách nhất bây giờ. Đây là mắm gừng. Rất là thơm. Đây là sẽ là bún riêu ốc. Bún riêu. Rồi, qua. Khách ta gọi thêm một dĩa ốc luộc này giá 35.000 nữa các bạn. Được nấu với lá chanh rất là thơm. Bé phục vụ đang bê cho khách. Đây, đầu bếp đang nấu cái nồi riêu để nấu bún riêu của quán bún ốc Thanh Hải nổi tiếng, phường 9, quận 3. Quán bán hơn trên 30 năm rồi các bạn. Đây, các bạn có thể tận mắt chứng kiến nồi riêu cận cảnh. Đầu bếp đang vớt bọt ra để nồi riêu được thơm ngon hơn. Nồi riêu rất là to. Một ngày thì mình nấu khoảng mấy nồi riêu thế này anh ha? 8 nồi. Một ngày quán bán khoảng 8 nồi riêu to như thế này các bạn. Sau 5 giờ rưỡi chiều, 5 giờ chiều thì các quán rất là đông các bạn. Thấy. Đi kể gia đình. Thank you.
với cái lượng khách như thế này thì các bạn khỏi phải lo về chất lượng, và giá cũng rất là hợp lý, không thực sự là mắc, chấp nhận được. Ốc của quán bún ốc chưa cua cũng được mọi người rất là quan tâm, bạn có thể thấy. Bé phục vụ đang bê lên cho khách. Đây là tô bún riêu ốc 40.000. Bún riêu ốc đều được. Bún kéo hả? Quán gần full khách rồi nha các bạn. Nếu mà khách không muốn ăn rau sống thì sẽ ăn rau trụ qua nước sôi để cho an toàn và ngon hơn. Bắp chuối được gọt mỏng cùng với giá và rau thơm xà lách. Nếu mà khách ăn cay thì cho thêm ớt và mắm sa tế để lên bàn, hoặc là thêm mắm tôm có hũ để lên bàn các bạn. Đây cô khách đang cho rau và gia vị và con khô để dùng. Khách đang cho mắm tôm và đậu tô. Có khách thì đang ngồi chân. Tuần nào cũng ghé. Anh chị nãy giờ dùng món gì ạ? Anh dùng bún ốc, bún riêu cua ốc. Bún riêu cua ốc Thanh Hải. Là anh chị thấy giá ở đây thế nào ạ? Nói chung nó cũng tương đối là bình dân thôi. Chất lượng và mùi vị ở đây thế nào? Đậm đà. Ngon đậm đà. Ăn từ nhỏ rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi chị thôi? Từ lúc mà học cấp 1 là... Khoảng bao nhiêu năm chị tính là khoảng bao nhiêu? Khoảng mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Dạ, yeah, rồi em cảm ơn anh chị nhiều rồi. Một chú đang lỡ bữa và ăn bún riêu Thần Hải. Một hàng. Chú cho gia vị vào trong tô và thêm rau hoặc là chả thêm bào. Cho con hỏi là vì sao mà hồi xưa bà vô Sài Gòn mà không bán món khác mà bán bún ốc ạ? Tại vì trước kia vào trong Sài Gòn thì cũng không biết làm gì, thì mang cái món của quê hương Thái Bình vào thử nấu cho thực khách ăn. Thế rồi từ lúc nấu một đồng một tô bún xong mấy đến 1.000 tô bún thì gần 35-40.000 một tô. Là giá hiện nay ạ? Giá hiện nay, còn trước kia mới ra bán hàng con đồng tô bún là bán là lề đường 10 năm. Yeah. Sau hết 10 năm người ta dẹp lòng lề đường, cô mới chạy vào trong nhà. Yeah. Trong nhà thì nói chung là món khách món cái món bún này thì nó thật là dân dã. Yeah. Ăn nó rất là bình dân cho nên mọi người ai cũng ưa thích.
Từ chỗ đó là chạy vào trong này cũng khách cũng cứ theo vào trong này ăn càng ngày càng đông. Và bà Hải là có mấy người con tất cả? Tôi có 2 người con à. Là bà thì có con dâu, một con dâu phụ bán với bà. Đây, trong bà chủ rất là phúc hậu hiền lành nha các bạn. Rất là vui tính, rất là dễ gần. Đây là bếp, nhìn vào bếp của quán ốc Thanh Hải đây. Đây cả nhà đang ăn bún ốc nhiều cua. Sẽ gọi bún và thêm ốc nhiều thịt hoặc là ốc luộc lá chanh để cho khẩu vị của mình. Khách ăn xong rồi đang ra về. Bộ đĩa xe rất là rộng rãi, thoáng mát, rất là đều, tăm tắp. Vì cái hiện rất là rộng. Đây là khách mua mang về. Có thể mua bún ốc riêu cua hoặc là ốc luộc để về để ăn hoặc là nhậu thì thích. Không gian rất là gọn gàng sạch sẽ, khách có thể ngồi thoải mái làm những món mình yêu thích. Quán Thành Hải rất là thoáng, để được rất là nhiều xe. Các bạn có thể thấy